các bạn. Hiện tại là trời đổ mưa, từ trưa tới giờ vẫn chưa hết luôn. Nên hôm nay mình sẽ làm một clip review đơn giản cho các bạn xem nha. Đây hai sản phẩm mà hôm nay mình review sẽ là một cái đồ gọt dưa hấu các bạn. Mình mua hai cái luôn, màu đỏ với màu trắng. Cái này mình nghĩ ra là cái đồ móc. Bỏ qua. Đây hai cái này là cái đồ cắt dưa hấu siêu nhanh. Còn cái hộp màu đen bên đây là cái máy gọt vỏ táo các bạn. Tay bơm á, tay táo á. Cái này, cái máy này thì là giá nó lưu tiền ship là 100k các bạn. Giá nó khoảng chừng 70k, lưu tiền ship là thành 100k. Còn cái dụng cụ và gọt dưa hấu và siêu nhanh bên đây á, thì giá nó là 65k nha, chưa tính tiền ship. Cái này thì mình đã hui ra sẵn rồi. Tại lúc mình nhận cái hộp mình không biết nó như thế nào nên mình hui ra sẵn rồi. Còn cái này thì mình chưa hui, bây giờ mình sẽ hui luôn nha. Đây cái máy gọt vỏ táo với bơm thì nó sẽ như thế này các bạn. Để mình lấy ra luôn nha. Chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn toàn là tiếng Trung không các bạn. Nên mình sẽ bỏ qua nha. Chơi luôn. Đây. Mình sẽ được một cái máy bằng nhựa như vậy. Đây mình nghĩ đây là một cái lưỡi dao của nó nè. Đúng ngay mà cái lưỡi dao. Vãi. Sét dữ à. Lưỡi dao hơi bị sét các bạn. Sao gỡ đi ra được? Đây đây gỡ đi ra. Đó. Đây mình sẽ thử gọt mấy hai cái loại táo đi các bạn. Mình mua hai loại. Đây là cái loại táo lớn nè, ba trái là 91.000. Ba trái chà bá là 91.000. Mình thấy có mấy cái loại táo nhỏ xíu như vậy luôn các bạn. Táo Rocket ba trái cái chút xíu như vậy nè mà 103.000 các bạn. Đây giá đó nè. Đây táo Rocket ba trái chút xíu 103.000 các bạn. Đây ba trái mà nó có chút xíu như vậy 103.000 nè. Nên mình quyết định mua về ăn thử luôn, tại sao nó lại mắc như vậy. Ba trái nhỏ xíu mà 103.000. Còn đây ba trái chà bá luôn có 91.000 à. Táo bình thường, trái chà bá như vậy nữa các bạn. Có 91.000 ba trái. Còn bên đây là trái bé tí. Ba trái 103.000. Được cái đó, đường tổng hợp rất là đẹp luôn. Đó. Mình sẽ thử dùng cái máy để gọt cái vỏ táo thử như thế nào nha. Đây cái máy này là nó ở dưới nó có chân hút các bạn. Mình để nó vô những cái như cái mâm hay là cái gạch gì nó hút rất là cứng luôn nè. Trời ơi. Đó. Đầu tiên mình sẽ ở đây các bạn thấy cái cây đâm của nó có bốn cái đầu đâm không? Mình sẽ đút đâm nó vô trong cái cùi của trái táo nha. Đó. Đâm vô cùi của trái táo. Sau đó mình sẽ bắt đầu quay qua bên trái và bên phải ta. À mỗi lần mình quay thì cái này nó sẽ đưa vô nữa các bạn nè. Đây mình quay qua trái thì nó sẽ đưa ra, còn quay qua phải thì nó sẽ đưa gần vô nè. Đó. Đâu. Đâu. Thấy không thấy gọt gì hết hả? Ủa? Quay sai hay sao ta? À quay chắc quay từ đây qua quá. À nó đi một vòng luôn nè. Đó. Đó. Quay từ bên đây quay qua nha. À vậy mới đúng bài nè, hàng gì. Đó. Hơi bị cứng miếng. Trời ơi. Wow. À mình chỉ có ở đây có cái nút nè các bạn. Ở đây có cái nút nè, mình sẽ nhấn cái nút này. Nó sẽ đẩy cái táo văng ra. Đây kết quả là được như vậy nè. Nó gọt không được sạch lắm, ở đây nó vẫn còn dính một miếng vỏ nè. Bạn thấy không, vẫn còn dính một ít vỏ nè. Nhưng mà nói chung là như vậy là cũng khá là ok. Chúng ta mất khoảng 5 giây là gọt được một trái như vậy. Dù không sạch lắm. Mình sẽ thử là thêm một lần nữa nha. Lần này mình sẽ bỏ trái nhỏ vô, thử coi như thế nào.
Để coi quay qua đâu quên ta. À, nó phải để ra xa. Để ra xa sao nó bắt đầu phải đâm vô. Đâm vào đít của nó. Đâm vào đít của nó sao bắt đầu quay qua phải. Nó sẽ đi một vòng. Và khi nó tới đây nó sẽ bắt đầu cắt. Đó. Thấy cái mâm hướng vỏ này thật là phới hại luôn các bạn. Mình cắt bao nhiêu nó ra ngoài hết là vậy, được cần gì cái mâm này nó làm cái gì. Đó, sau đó nhấn cái nút này. À, cái mâm này nó dành hướng tế táo, không phải hướng vỏ các bạn. Dễ hỏi hả? Đây. Không được sạch lắm các bạn. Dù gọt khá là nhanh nhưng mà không được sạch lắm, vẫn còn một ít. Táo loại 91.000 ba trái thì nó bị dập như vậy đó bạn. Hai trái nào mình thấy nó cũng bị dập hết. Bởi vì tiền nào của đó bạn. Hai trái đều dập hết. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho nó gọt cái trái táo nhỏ xíu như vậy nha. Táo ba trái 103.000. Đó, đập vào. Rồi bắt đầu quay qua phải. Mình nghĩ chắc không gọt được quá. Ô, có gọt được nè. Quá hay, quá hay. Ô. Quá tuyệt. Đây, nó lùi sót một miếng như vậy nữa bạn. Chúng ta chỉ cần lấy dao gọt sơ lại là được. Đây, ok liền. Mình sang thử coi cái táo 103.000 ba trái và 91.000 ba trái. Chà bá, thử coi ăn khác nhau như thế nào nha. Kết quả sau khi ăn hai lỗ táo này, mình thấy là cái lỗ táo bự nữa nè, 91.000 ba trái táo bự thì nó hơn mùi táo hơn. Còn cái lỗ táo 103.000 ba trái lỗ nhỏ thì ăn thì thật sự là nó cũng y như táo bên đây vậy các bạn, nhưng mà nó không có thơm. Đúng rồi, nó không có thơm gì hết đó. Nhưng cũng vẫn ghê, rất là ngọt luôn các bạn. Rất là ngọt. Nói chung là hai trái táo này ăn thì nó cũng không có khác nhau là mấy luôn các bạn. Mà tại sao lại như vậy không hiểu, chắc tại vì cái giống này nó nhỏ như vậy thì anh quý tộc ăn hay sao á. Nó hết bán mắt vậy nhưng mà thấy ăn cũng y vậy các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ review cái dụng cụ gọt dưa hấu các bạn. Cái này là chuyên dùng để gọt dưa hấu nè. Nhưng mình sẽ thử đó gọt táo thử như thế nào luôn nha. Mình sẽ dẹp cái máy gọt vỏ táo này ra. Nó hết rất là dữ luôn các bạn. Hết. Nói chung là cái máy gọt vỏ táo này mình thấy là cũng ok, gọt khá là nhanh luôn. Dù không kỹ lắm nhưng mà gọt cũng rất là nhanh đó bạn. Bỏ tập hết lên. Ok. Thử dùng cái dụng cụ gọt dưa hấu này để chẻ trái táo thử ok không nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ để cái lỗ này vô trong phần cùi nha. Sau đó sẽ ấn mạnh xuống. Cứng như là dùng hết lực. Đây, sau khi dùng cái đồ gọt này để gọt táo thì táo nó sẽ bị gãy ra như vậy đó bạn. Đây, nó bị gãy hết nha. Có những cái còn nguyên nè. Có những cái thì ok lắm. Còn có những cái thì nó bị gãy như vậy. Thật sự không được đẹp mắt cho lắm. Rồi dính cứ ngắt vô luôn rồi. Mình sẽ lấy cái thử coi nó có còn nguyên dạng không. Đây.
sau khi dùng cái đồ gọt này thì cái trái táo của mình nó sẽ thành như vậy nha. Nó ra từng mảnh hết luôn nhưng mà nó hơi bị vụn một chút, nhìn không ổn tí nào hết. Rồi mình sẽ gọt dưa hấu nha bạn. Đây là đồ gọt dưa hấu mà, nên mình phải biểu diễn vào gọt dưa hấu. Đầu tiên là mình sẽ cắt cái phần đầu ra, cắt phần đầu dưa hấu ra. Đó. Rồi cắt luôn phần đít luôn. Đó. Sau bắt đầu để nó như vậy. Đó. Sau đó dùng cái máy này để cái giữa, cắt ngay giữa giữa nha. Và dùng lực ép mạnh xuống. Rồi, sao gãy cái bàn luôn quá. Nó cong, nó cong thấy luôn kìa. Muốn gãy luôn không được chứ kỳ à. Nó cong mới hình sắt luôn. Trời, đáng lẽ cái đồ này nó phải bán chứ nó không bán gì hết mấy bạn. Mình ném mà mình nghe cảm giác là nó muốn gãy cái bàn luôn á. À vẫn được nè. Cố lên. Cố lên. Trời ơi mẹ ơi. Ai phát minh ra cái này vậy? Mình phát minh cái này phải làm cho nó bán chứ. À, nó chảy bông khá là đẹp nhưng mà hơi tốn sức nha các bạn. Sắp rồi. Cố lên. Đây. Hoàn thành. Khá là tốn sức. Cảm giác như là nó muốn sụp cái bàn với lại muốn gãy cái cây này vậy á. Nhưng mà được cái là khá là đẹp các bạn. Đây, quay lại gần nè. Cái cùi ra giữa nó ra được một cái thanh như vậy nè. Đó, trời ơi. Ăn cục này mới đã nè. Như cà lem vậy á. Đây kết quả chúng ta sẽ được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 miếng. Đó. Nó chẻ từng miếng như vậy nè các bạn. Có miếng bự, miếng nhỏ các bạn. Đây, như miếng này bự chà bá nè. Còn miếng này thì mỏng lát. Chẻ hên xui luôn nha các bạn. Lần này mình sẽ thử với trái dưa hấu dài nha các bạn. Là đi hấu tròn. Cái này được là kết thúc rồi. Chúng ta vẫn gọt đầu và gọt đít. Sau đó ốc lại. Đó. Đây, cái đồ gọt thứ hai, đồ gọt này là màu trắng nha. Mình sẽ review luôn. Ok. Rồi, từ từ mình sẽ ăn xuống. Cảm giác nó muốn gãy. Gãy. Ây da. Wow. Dấu dài gọt dễ hơn các bạn. Ra hình cái bông như vậy luôn nè. Vẫn có một cái cây dừa quá là đã luôn. Khá là dài, dấu hấu dài được cái cây dài hơn nha. Ăn đi quay kem nè. Cái lỗi ngay giữa dưa hấu ăn là đã nhất các bạn. Rất là ngọt. Đây, kết quả chúng ta sẽ được là những cái như vậy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 luôn. Vẫn là 12 mảnh và 12 mảnh này cũng không đều nhau. Nó hên xui như vậy luôn nè. À, vậy mình kết thúc đây. Nói chung là hôm nay mưa quá, không quay những clip trò chơi ngoài trời được. Nên mình làm clip review một cái dụng cụ gọt vỏ táo và một cái đồ chẻ dưa hấu siêu nhanh. Kết quả là cái đồ gọt táo là thấy khá là ok. Còn với cái dụng cụ gọt dưa hấu thì mình thấy là nó cũng rất là nhanh nhưng mà hơi nó cảm thấy nó hơi phới phới sao các bạn. À, bạn nào thích video này hãy nhấn like và chia sẻ. Đừng quên cái kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn.